Má bắt đầu cứ dơ tay ngoài. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Em làm được mà, cố lên, cố lên. Dạ, ông quay chương lại với nó không á. Ok, ok. Hương xin đánh chào cô chú anh chị đang xem kênh Đức Hương Miền Tây. Thì Hương chuẩn bị đi hái dừa để làm mứt Tết á. Nay cũng là gần Tết rồi, thì Hương sẽ đi hái dừa cùng với mẹ của Hương. Mời cô chú anh chị cùng đi với Hương nha. Thì Hương với mẹ của Hương á là đi hái dừa. Mẹ của Hương sẽ giật dừa xuống này, má thì Hương sẽ nhớt nó vô à. Hương xin mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Bích Hương Miền Tây. Hôm nay Hương sẽ dẫn cô chú anh chị tham quan một vòng của nhà Hương cũng như công việc hàng ngày của Hương làm như thế nào. Thì xin mời cô chú anh chị cùng đi theo Hương. Đây là Hương đang đứng ở trước sân của nhà Hương á. Đây là thank you.
tiếp đám á, cùng là ăn. Thì đây là phần cơm Hương chuẩn bị đi nấu. Hai nồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Má bắt đầu cứ giơ tay ngoài. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Em làm được mà, cố lên, cố lên. Dạ em quay chương lại với nó không á. Ok. Giờ này người ta còn ngủ nhưng mà mình phải tranh thủ với chị nấu ăn để kịp trời sáng lên đi. Thì cũng đang nấu ăn làm kho đồ ăn đem đi nữa. Do là mình thức sớm nên là mình làm ăn sớm nên là cũng là món đơn giản hay là khác chi. Có muối chiên để mình làm chiên mình ăn đi là một món đơn giản. Hương xin mến chào tất cả các cô chú anh chị đang xem kênh Bích Hương Miền Tây. Hôm nay Hương đang đứng ngoài ruộng, Hương cũng đi kiếm mấy cái đường mương phèn, mấy cái chủng á để Hương xúc cá. Thì Hương cũng đang lội kiếm mấy cái đường mương. Hương xin mến chào tất cả các cô chú anh chị đang xem kênh Bích Hương Miền Tây. Thì Hương đang đứng ở ngoài ruộng nè, Hương đi kiếm mấy cái chủng, mấy cái đường mương á, coi có cá không. Hương lấy cái xà men Hương xúc cá. Thì xin mời cô chú anh chị cùng đi theo Hương.
Hương xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh Bích Hương Miền Tây. Hôm nay Hương đi vô vườn hay đi Hương đi. Hương xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh Bích Hương Miền Tây. Thì hôm nay Hương đang đứng ở chỗ vườn để đi hái rau độc chại. Thì Hương sẽ hái về nấu canh. Thì mời cô chú anh chị cùng đi theo Hương. Hương xin mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Bích Hương Miền Tây. Hương đang đứng ngay chỗ cái vườn rau nhà Hương nè. Sáng hôm nay là nhà Hương sẽ ăn với cá nướng. Thì Hương sẽ đi vô cái vườn rau để Hương hái mấy cái rau này để ăn sống á. Thank you.
Mình sẽ cố. Hương xin mời cô chú anh chị cùng ăn với Hương. Chào cô chú anh chị đang xem kênh Bích Hương miền Tây. Nhà Hương đang đứng ở chỗ vườn hoa Vạn Thọ, nhà của chú của Hương. Thì nhà chú của Hương cũng đang vào dịp chuẩn bị ăn Tết á, nên là trồng hoa, những cái hoa Vạn Thọ nè. Hương quay cho cô chú anh chị xem. Hỏi đi chợ mua thì nhà chú cũng có trồng mà hết trơn rồi. Cô của Hương xin phép khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem các video của Hương.